Chú mới chạy xe à? Dạ. Chú, bên kia em chạy xe không? Như đứng một ly ăn chắc cũng gần xong rồi đó. Ủa, lên luôn rồi. Lấy rồi hả? Dạ, ở đang chạy xe cái mặt nãy gì đụng vô. À, có ông cú à. Hậu xong rồi nè. Hậu xong rồi đúng không? Không chứ là nãy vô phòng 202 mở cửa ra thấy vậy, Phúc lên mắt cầu cứu long quay không bệnh được. Cô này đáng lẽ là chị nặng nãy kia. Hôm nay cũng đỡ rồi. Chờ 10 phút nữa là mấy người cũng xong rồi mà. Chờ 10 phút nữa là có người thay là đi ăn. Nha, em rửa mặt đỡ đi đã ha nha. Giảm cân đi. Giảm cân nha này. Ráng 10 phút nữa rồi ăn luôn hậu thì. Long Nguyễn 20. Mọi người đến xong như phòng 202 không biết có ai cầu cứu không, tháo mặt đắp mặt là xong hết hết rồi đó mà à. Ừ, xong hết rồi đó. Khổ. Cũng là siêu phẩm. Hồi nãy thì cái quay video nó bực mình. Không có đã là nặng thử đi. Đâu không có ra được cái đâu em. Em nặng cục nào mà nó nhỏ thôi. Em nặng thử với em nặng cục to nhất thì em nặng thử thì lấy chi không được. Hiểu không? Siêu phẩm. Thank you.
mũi ông đen thiệt luôn. Đỡ rồi đấy chứ, câu này đỡ rồi. Trời sẽ nặng xong mấy cục mụn viêm cái là xong. Chắc ông nặng thôi đúng không? Ừ. Nặng thì nhanh mà chờ thì lâu đó. Phong tay rồi kìa. Chuẩn bị tới. Chuẩn bị nha. Dạ. Thậu. Cố gắng. Sợ mấy cái mụn kia thôi. Mụn này. Dung yên này. Alo chị ơi. Ừ. Em muốn lấy cái bộ mụn của chị á, thì lấy như thế nào chị hả? Ý là em nói sao? Muốn lấy cái bộ sản phẩm chị mụn á, về cho chị ba em á. À lấy sĩ hả? Có gì thì em nhắn tin Zalo giúp chị thì em nhắn rồi mà không thể trả lời các chị. À, chị đang em... bận á, chị đang làm á. Dạ. Tí nữa chị rảnh cái gì ấy thì. Dạ vâng ạ. Rồi ok, chị cảm ơn.
Ăn chị, ăn chậm ăn trước đi. Hiền nó lót cái bụng rồi. Nó cái bụng xí ăn lại hay xí rảnh thôi mà. Xuống dưới nó không còn gì để ăn. Ăn chuối. Rồi. Yeah. Video này đã này. Hey. Bù cho hồi nãy dễ sẽ. Rồi được rồi.